Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang vừa phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Quốc Anh sinh năm 1987 là công chức địa chính xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, và ông Nguyễn Văn Nhưỡng sinh năm 1965, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cả hai bị can cùng ngụ ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Theo kết quả điều tra, vào năm 2013, Trần Quốc Anh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao là công chức địa chính xây dựng xã để thực hiện hành vi gian dối trong công tác xét duyệt nguồn gốc đất, lập hồ sơ hợp thức hóa nhiều thửa đất chưa sử dụng thuộc quản lý của nhà nước, đất có nguồn gốc của người khác tại xã Bãi Thơm thành đất do người thân của Trần Quốc Anh khai khẩn sử dụng. Sau đó lập hồ sơ xét duyệt rồi chuyển cho ông Nguyễn Văn Nhưỡng ký xác nhận nguồn gốc đất, được các cơ quan liên quan thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng các thửa đất. Số đất này, Trần Quốc Anh bán cho người khác để thu lợi bất chính với số tiền lớn. Tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của hai bị can, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Hiện nay, vụ án đang được điều tra mở rộng.